mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì cảnh sát giao thông sẽ tích cực xử phạt xe không chính chủ, và trường hợp nào xe không chính chủ sẽ bị phạt thì thưa quý vị, sẽ có hai trường hợp sau đây sẽ bị xử phạt. Thì việc xử phạt xe không chính chủ áp dụng trong hai trường hợp gồm xảy ra các vụ tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên và khi làm thủ tục sang tên phương tiện. Ngày 24 tháng 11, liên quan đến nghị định xử phạt xe không chính chủ sắp có hiệu lực trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết như trên. Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định, được cho, tặng, được phân bổ, được điều chuyển, thừa kế tài sản là mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô sẽ bị xử phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Việc xử lý trên chỉ được thực hiện trong hai trường hợp. Thứ nhất là thông qua công tác điều tra giải quyết vụ án, giải quyết các cái vụ tai nạn giao thông mà gây hậu quả nghiêm trọng trở lên. Thứ hai là thông qua công tác đăng ký xe. Để xác định xem người chủ phương tiện không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định hay xe đi mượn, đi thuê, cảnh sát giao thông sẽ có nhiều biện pháp cụ thể như là lấy lời khai của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện đến làm thủ tục đăng ký xe, thông qua dữ liệu quản lý nghiệp vụ cơ sở về đăng ký xe của lực lượng cảnh sát giao thông, kiểm tra các loại giấy tờ mua bán hoặc mời người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe đến làm việc và xác minh. Trả lời về việc mượn xe hoặc thuê xe thì có bị xử phạt lỗi không sang tên hay không, ông Hùng cho biết cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt. Theo đó, chủ xe mô tô, xe máy được hiểu là chủ sở hữu của phương tiện tại điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Quy định về quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt của chủ tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Nghị định 46/2016 chỉ quy định về việc xử phạt đối với chủ phương tiện, tức chủ sở hữu. Như vậy, đối với người điều khiển phương tiện không đủ 3 quyền trên, tức là không phải là chủ sở hữu phương tiện và không thuộc phạm vi điều chỉnh, không phải là đối tượng xử lý của các điều khoản trên. Điều đó có nghĩa là người điều khiển phương tiện đi thuê, đi mượn để tham gia giao thông sẽ không bị xem xét, xử lý về hành vi vi phạm. Như vậy, bạn cần phải làm gì để tránh bị phạt? Thì một cái thông tin gợi ý cho các bạn đó là nên sang tên trước 1 tháng 1 năm 2017. Theo Phó trưởng phòng PC67 Hà Nội, với quy định mở tạo điều kiện cho nhân dân như hiện tại, người dân nên tuân thủ thủ tục, thực hiện việc đăng ký sang tên xe theo quy định. Đó cũng là quyền về đảm bảo xác nhận tài sản hợp pháp của mình trước pháp luật, tránh được những tranh chấp không đáng có, cũng như giúp đỡ được lực lượng công an nhân dân trong công tác quản lý, điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến các phương tiện mô tô, xe máy. Đối với các vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân bị chết, bất tỉnh, nếu phương tiện chính chủ cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích nạn nhân, kể cả trong trường hợp chủ phương tiện cho mượn hay cho thuê. Đối với các vụ án như trộm cướp, cướp giật, lừa đảo thông qua biển số, đặc điểm phương tiện, lực lượng công an sẽ có căn cứ xác minh để điều tra, xác định đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội. Hoặc thông qua các quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng, nếu phát hiện nhiều cái phương tiện mà có nghi vấn và có thể là phát hiện những các phương tiện là vật chứng của các vụ án thông qua công tác tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, nếu như chủ phương tiện không làm thủ tục đăng ký sang tên phương tiện, nếu quá trình điều tra bị hạn chế thông tin, tài liệu sẽ gặp nhiều khó khăn để xác định chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện. Thì thưa quý vị và các bạn, như vậy thì quý vị sẽ yên tâm khi mà điều khiển xe. Chỉ hai trường hợp bị phạt, một chỉ bị hỏi đến là một là gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên, và trường hợp thứ hai là thông qua cái công tác đăng ký xe. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video này, comment để lại ý kiến và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tác giả.